Hey, what's going on? Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tây Mobile. Như các bạn có thể thấy, trước mặt các bạn đang là chiếc Xiaomi Mi 5. Và hiện tại nó đang được chạy trên nền tảng MIUI 9. Như các bạn đã biết thì ROM của MIUI là một ROM được cực kỳ nhiều tùy biến. Và nó cũng đem lại rất là nhiều tính năng thú vị và đặc biệt. Và đó cũng là lý do mà mình muốn chia sẻ tới cho các bạn một tính năng cực kỳ thú vị trong trình camera của Xiaomi. Và nó là tính năng gì thì các bạn hãy cùng mình đi vào video để khám phá nó nhé. Ok, nói quá ngắn gọn và dễ hiểu thì tính năng mà mình sắp chia sẻ tới các bạn trên các dòng máy Xiaomi thì nó sẽ cho phép bạn khi tắt màn hình đi và các bạn vẫn có thể chụp hình được. Ý của mình không phải là các bạn khi tắt màn hình đi các bạn nhấp đúc vào phím giảm âm lượng để khởi động nhanh trình camera nhé. Nói một cách đơn giản thì tính năng này tương tự như tính năng chụp lén. Và để khởi động nó như thế nào, các bạn hãy vào phần camera cho mình. Các bạn vào phần đó là chế độ và các bạn ấn vào phần cài đặt camera này. Ở phần tiếng Việt các bạn sẽ thấy đó là dòng chữ chế độ chụp nhanh, các bạn ấn vào chỗ mình. Ở đây nó sẽ cho các bạn 3 tùy chọn. Thứ nhất đó là chế độ chụp ảnh nhanh, thứ hai đó là chế độ quay video nhanh và thứ ba là tắt. Nếu như các bạn muốn chụp ảnh nhanh thì các bạn tích về cho mình. Mình sẽ demo cho các bạn một tấm trước khi máy của các bạn đã tắt màn hình đi và các bạn muốn chụp ảnh nhanh một bất cứ một vật thể gì đó, chẳng hạn như là mình sẽ lấy ví dụ là con này nhá. Mình sẽ để ở đây. Và cách thực hiện thì các bạn chỉ việc đè và giữ nút giảm âm lượng cho đến khi nào máy của các bạn rung lên một phát thì các bạn bỏ nó ra. Mình sẽ ấn vào nhé, giữ này. Đó, khi máy của bạn nó rung thì các bạn bỏ ra. Sau khi các bạn chụp xong thì trên Startup Bar sẽ có một thông báo rất là chế độ chụp nhanh. Thì tức là các bạn đã kích hoạt chế độ này rồi. Mình sẽ vào phần thư viện cho các bạn coi này. Ở đây thì mình có đây là ba tấm hình mà hai tấm hình mà mình vừa demo cho các bạn. Hình như nó có vẻ hơi lệch, mình sẽ để xích nó qua một bên và làm lại cho các bạn coi. Các bạn tắt nguồn nè, các bạn đè và giữ nút giảm âm lượng cho đến khi nào các bạn cảm thấy máy của các bạn nó rung. Đó, và các bạn bỏ ra. Mỗi một lần rung là nó sẽ chụp cho các bạn một tấm. Đó, các bạn đã thấy mình đã giữ và đè để máy của mình rung 3 lần. Ở đây thì mình đã chụp được 3 tấm đối với cái mẫu tượng này của mình. Cách thức đối với quay video thì nó cũng tương tự như vậy. Các bạn vào phần cài đặt camera và các bạn tích vào phần chế độ chụp nhanh và các bạn chuyển qua đó là chế độ quay video. Thì các bạn thực hiện chỉ việc tắt máy của bạn đi và sau đó các bạn đè và giữ vào nút giảm âm lượng. Khi mà máy của bạn đã rung rồi thì các bạn nhớ là phải giữ nút giảm âm lượng nha để nó quay. Ở đây thì mình sẽ xoay camera này qua lại nè. Đó, và sau đó các bạn muốn kết thúc khả năng quay video này thì các bạn chỉ việc bỏ ngón tay ra và máy của bạn sẽ rung một phát nữa để kết thúc. Đây. Đó. Các bạn đã thấy. Đó, mình vừa quay rồi. Nhưng mà máy của bạn đã rung rồi các bạn. Nhớ là ok, mình sẽ giảm âm lượng nhé. Đó. Các bạn thấy không? Tính năng này mình phải nói là cực kỳ thú vị dành cho các cánh mày râu để đi đi gái. À, có một lưu ý nhỏ mà mình muốn dành tới cho các bạn, đó là chế độ chụp nhanh này chỉ tồn tại trên một số dòng máy Xiaomi nhất định. Và cũng như là tồn tại trên một số bản ROM mà chiếc máy Xiaomi của bạn đang sử dụng. Như trên bản ROM mà mình đang sử dụng đó chính là MIUI 9 của Xiaomi EU. Và đây chính là chiếc Xiaomi Mi 5 thì nó có cái chế độ chụp nhanh này. Các bạn lưu ý điều đó giúp mình nha. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ tới cho các bạn trong video ngày hôm nay. Các bạn có cảm thấy thích tính năng chụp nhanh này trên các dòng máy Xiaomi hay không thì hãy để lại một phần bình luận phía dưới video nhé. Bên cạnh đó các bạn đừng quên ấn like cũng như là share video với bạn bè và hãy nhớ là subscribe channel và check out những video khác của mình và anh Ngọc để ủng hộ nhé. Bye.